Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học tra cứu quy hoạch, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn phần xem quy hoạch và tra cứu quy hoạch thuộc bài số 3, tra cứu theo số thửa, số tờ, tra cứu theo tọa độ và tra cứu theo vị trí khách hàng xe qua Zalo nha. Rồi ta bắt đầu vào thực hành nha. Rồi chúng ta nhập từ 17 nha. Mở lên. Đây, nhập vào đây nha. X y bằng nha. Đầu tiên tôi bấm vô điểm này, để chọn đây. Bấm X y. Đó. Enter nha. Đây một điểm này nha. Rồi. Thứ hai. Nhập điểm thứ hai vô nha. 90 rồi. 70 là 54. Rồi chọn đây. Rồi điểm thứ hai, quên, nhập điểm đây nè. Rồi enter lên. Đó, ra điểm thứ hai đấy các bạn. Và nó đuôi là 9280. Nên là nhập 9280 nha các bạn. 9280 enter. Nhà ra điểm này thôi. Rồi điểm đầu là nhiêu? 920 nè. 571 360 nè. 360 nha. Ở đây là nhiêu? 7360 nha. Thì nhập cho đúng nha. 7360 nè, enter nè nha. Đó, ra điểm này thôi các bạn. Các bạn nhỏ lại thôi nha. Rồi ta bắt lại. Ha, các bạn thấy không? Ra được cái điểm của mình luôn nè. Rồi chúng ta xây lại nha. Bây giờ ta phen cho bắt đầu hoạch nha. Sau khi ta biết được cái thông tin nó nằm đây, vị trí nó quy hoạch là về đất ở rồi nha. Rồi chúng ta phải thông báo cho khách hàng. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe. Rồi, chúc các bạn thực hành thành công nha.